Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay bên mình công ty máy thẩm mỹ HP Med làm một cái video hướng dẫn anh chị sử dụng về chiếc máy laser Grimcell của Hàn Quốc. Máy này được nhập khẩu chính hãng từ bên hãng IBS Hàn Quốc bạn nhé. Đây là tên logo của hãng này. Đối với cái hãng này, máy này thì chức năng của nó thì ứng dụng là đầu CO2 để làm cắt đốt mụn thịt, mụn ruồi, mụn cám, mụn cơm. Thứ hai nữa là đầu professional để ứng dụng là điều trị trẻ hóa da, điều trị sẹo rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hóa da, sẽ tiết lỗ chân lông. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị về sử dụng cái máy này. Cái thứ nhất là hướng dẫn anh chị là cách thứ nhất là phải lắp bàn đạp và lắp dây nguồn ạ. Bên trong máy thì máy đã được cho nước sẵn rồi nên là mình không cần phải cho máy nước nữa. Thì cái vị trí này là mình cắm dây nguồn này. Tiếp theo đây là cái vị trí lắp bàn đạp này. Bàn đạp thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái khớp này ở bên dưới này, mình cắm vào cái khớp nó ở đây. Mình cắm vào và mình khóa nó lại. Đấy, tiếp theo là mình cắm vào ấy thì mình sẽ bật cái này là Atomat. Atomat này mình sẽ bật lên thì sẽ điện nó sẽ cấp vào bên trong máy. Đây là cái bàn đạp của máy ấy, anh chị nhá. Em bàn đạp rất là đẹp. Đấy, bàn đạp cũng có logo của IDS luôn. Đấy, thì khi mà bật máy thì chúng ta sẽ xoay cái nút nguồn này ra nhé. Nút đây là nút cắt khẩn cấp thì chúng ta sẽ xoay nó ra. Tiếp theo chúng ta bật cái này là bật chìa khóa lên này. Đấy, bật chìa khóa lên thì chờ máy nó sẽ loát chương trình. Máy nó sẽ loát chương trình. Anh chị chờ tầm một chút. Nó sẽ kiểm tra tất cả các cái kết nối, những cái kết nối nào mà đã hoàn thành rồi thì nó sẽ check ok. Còn cái kết nối nào mà nó bị lỗi thì nó sẽ báo là lỗi. Bắt đầu nó đang hiển thị màn hình dần dần lên này. Mở đấy. Đó, check là ok đấy, dấu tích là ok rồi. Đấy, hiện tại thì đang lắp cái đầu professional thì nó sẽ chọn cho mình luôn là cái đầu professional ở đây. Đi theo máy này chúng ta sẽ có một là đầu professional ở bên trên. Hai là chúng ta sẽ có thêm là cái đầu này là đầu cắt đốt, đầu CO2, hai cái đầu này là đầu CO2. Tí nữa thì mình sẽ test từng chức năng một cho các bạn. Màn hình này chúng ta sẽ có chế độ professional và chế độ là professional năng lượng thấp để làm trẻ hóa. Và chế độ này là chế độ năng lượng cao hơn một chút, năng lượng cao hơn. Hai chế độ này thì vào nó sẽ tương đối là giống nhau. Thì trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy được là đây là cái điều chỉnh được là cái khi mà anh chị làm cái gì anh chị còn định vị được là cái vị trí mình làm nó sẽ là diện tích như thế nào, hình dáng nó ra sao. Đấy, thì anh chị chọn ở đây cho em. Đấy, chọn hình chúng ta sẽ có hình vuông, hình lục giác, hình tam giác và hình tròn. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn các cái chế độ bắn, ví dụ như thường là mình sẽ chọn chế độ random, nó sẽ bắn loạn, bắn các vị trí khác nhau để dẫn tới là nó sẽ tổn thương là nhiệt thấp nhất. Tiếp theo là khi mà mình chọn được các vị trí ấy thì các anh chị là điều chỉnh được là các cái này là cái diện tích của các anh chị cần điều chỉnh, ví dụ như đây diện tích theo chiều giờ ngang này. Đấy, mình tăng giảm ở đây này, giảm đây là diện tích theo chiều cao này, tăng giảm ở đây. Đấy, và đặc biệt là cái này là chúng ta có thể điều chỉnh được là tăng giảm theo cả hai chiều luôn ở đây. Đây là giảm, đây là tăng này. Đấy, khi mà điều chỉnh xong ấy thì anh chị chọn cho em là cái năng lượng. Đây là cái năng lượng đây là mình điều chỉnh năng lượng của máy này. Đó, có thể tăng lên rất là cao, 300 mJ. Đó, khi làm thì chắc anh chị cũng để thấp thôi. Mình sẽ test với mức năng lượng là 30. Tiếp theo một cái chế độ repeat time ấy, nó là cái thời gian mà mình lặp lại, ví dụ như mình muốn nó lặp lại sau là đây mình chọn này, muốn nó lặp lại sau 0.5 giây, sau 1 giây hay là sau đấy thì là mình điều chỉnh ở đây. Mình đấy không cần lặp lại. Tiếp theo là cái này nó là luôn điều chỉnh về cái khoảng cách giữa các cái điểm bắn. Đấy, thì chúng ta để càng cao thì nó càng thưa. Đấy, tiếp theo là khi mà điều chỉnh xong thì mình ấn nút đi bắt đầu này. Nút bắt đầu thì là nó sẽ ra cái vị trí là hình dáng. Khi mà mình ấn bắt đầu ấy thì nó sẽ ra cái hình dáng mà mình muốn bắn. Thì mình có thể nhìn được cái hình dáng ở đây. Cái này hình ấy bắt buộc là mình phải ấn nút tiếp đi thì nó mới hiển thị hình bắn nhé các bạn nhé. Đấy, sau khi mà hiển thị xong ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu thao tác bằng bàn đạp. Mình thao tác bằng bàn đạp thì nó sẽ phát ra các năng lượng. Bây giờ mình sẽ chọn với cái chế độ là năng lượng là chế độ bắn array. Để ấn nút đi array này. Đấy, cái tốc độ scan của nó rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, chưa đến 1 giây. Tiếp theo là chế độ grip. Đấy. Các bạn nhìn thấy là chế độ ray ấy, thì là các cái hình nó sẽ xếp rất đều.
Rip thì là nó sẽ xếp xen kẻ nhau đúng không ạ? Đấy, xen kẻ. Chế độ thứ ba là chế độ random. Random này nó sẽ xuất ra random, nhưng mà các hình của nó, các vị trí của nó cũng sẽ xếp rất là đều. Đấy, đây là đầu personal. Thì tùy theo cái mức điểm cuối lâm sàng mà khách hàng mà mình cần điều trị mong muốn thì mình điều chỉnh mức năng lượng làm sao cho nó phù hợp nhất. Sau khi mà điều trị xong thì chúng ta sẽ có thêm cái dụng cụ để chườm lạnh, thì chúng ta sẽ chườm lạnh lại. Đây là đối với đầu, đây là đầu personal.